cô có một bé gái. Không biết sao tự nhiên đợt này mặt rất là nhiều mụn, thì cô cũng lo lắng quan tâm lắm, không biết làm sao muốn để cho nó hết mụn liền luôn á. Mụn nổi quá trời luôn á, mà nếu như mà mụn mà ở trên mặt da thì tụi em còn có thể nặn lên được. Đằng này hả, mụn ẩn dưới da không à? Thật ra từ cái lúc mình mang bầu tới bây giờ mình không có xài mỹ phẩm gì hết á, tại vì bà bầu mà cũng hay bị dị ứng này kia kia nọ thì cũng sợ ảnh hưởng đến em bé á, mà thêm ông xã mình ông cũng khó tính nữa, không có cho xài cái gì hết á. Thì là em biết được là cao bí đao là hoàn toàn làm bằng những cái nguyên liệu từ thiên nhiên, và cái cách chế biến cũng rất là tự nhiên mà em rất là thích. Cũng đại là tại vì mặt em nó nhạy cảm lắm đi, cho nên em nghiêng thiên nhiên, nhưng mà tao sợ lắm. Cái bà nói gì bà bảo mở nắp ra mà bà liếm lên, con này nó khùng lắm, mày nghĩ sao vậy, sao mà ăn được? Nó nói ăn được là từ thiên nhiên mà lo gì. Cũng có đọc cái trang cao bí đao của cô này, khi mình đang nghĩ ông xã mình nói với ông xã là hả, trên Facebook rồi bạn bè rồi quen biết cũng sử dụng nhiều, mình cũng muốn sử dụng. Ngày xưa hồi cô còn trẻ thì da mặt của cô cũng không có được mịn, rất là nhiều mụn. Sau đó thì cô được biết đến là Lương Y Tuệ Tĩnh có làm cái cao bí đao này, cô cũng về cô cũng tự làm, như là cô tự chân cất, cô xay ra muỗng ấy, phải dùng bằng muỗng gỗ, nồi lại bằng nồi đất, rồi đun lửa liu riu, rồi trông canh rất là lâu, mà phải thật là cẩn thận. Nhưng mà có điều bây giờ cô công việc tùm lum rồi đưa đón con cái, cô không có thời gian để làm nữa. Một tuần đầu tiên mình về mình sử dụng thì mình thấy hiệu quả ở chỗ là nó sáng tông da mình lên liền. Cái thì sang tuần thứ hai là mình thấy ba cái vết thâm của mình nó ngừng lại hẳn luôn. Mụn á nó giảm hẳn, nó không mọc nữa. Giờ mụn bên trong á nó trồi lên, em ban đầu thì em cũng hơi lo lắng một tí. Rồi em coi lại trên fanpage rồi cái review của mấy bạn nói là thì tuần đầu mình sử dụng thử cái nhân mụn thì nó trồi lên, nó bắt đầu nó khô dần như vậy. Thì em tiếp tục em xài thêm một tuần, xài kết hợp với cao vỏ bưởi thì em sẽ cảm giác là cái chân mụn nó được đi sạch. Những cái sản phẩm trước thì em thấy là nó chỉ có cái tác dụng ban đầu thôi, còn riêng với cao bí đao thì em thấy là được là một cái tác dụng lâu dài. Vết thâm không còn nữa, em cảm giác là da mình nó thay đổi, nó thay đổi rõ rệt. Thì cô thấy bé như cô đúng là thực sự làn da mụn giảm dần rất là rõ rệt. Qua 2 tuần đầu là bây giờ mình xài đều đặn mỗi ngày, 1 tháng mình order tới 2 hũ luôn. Cái dịch vụ giao hàng của cô Cool thì rất là nhanh, em cảm thấy rất là hài lòng.